Ồ, hôm nay gần xong rồi nè, dì Tư, dì Năm. Xong rồi chỉ giờ có cái tấm lắc nữa rồi. Tấm lắc với đổ đất đây chứ làm chỗ này lại cho nó sạch sẽ lại thôi. Wow, hôm nay là đẹp rồi, trang trọng rồi. Giờ là trưa rồi cho nên thợ nghỉ. Vậy là làm hôm nay là được một ngày rưỡi rồi. Nguyên ngày hôm qua tới sáng hôm nay. Thì cơ bản là đã được như vậy rồi, nhìn mừng quá ha. Nay đẹp hả? Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Sáng hôm nay thì Nhân đang quay trở lại Nghĩa Trang Lái Thiêu để cập nhật về tiến độ xây từ thiện ngôi mộ cho chú Chánh, là một hoàn cảnh khó khăn, là một chú rất là đáng thương khi mà cái phần mộ đã bị xuống cấp nghiêm trọng và gia đình thì có lẽ vì hoàn cảnh khó khăn cho nên mấy chục năm đã gần như là không có đến thăm cái phần mộ này. Rất hiếm khi con cháu đến thăm phần mộ này. Và bên cạnh những cái phần mộ trang trọng bằng đá, có những cái nhà mộ như thế này thì phần mộ của chú đang nằm ở phía trong đây. Trong suốt mấy chục năm qua đã trở thành gần như là một ngôi mã lạng, nếu như mà không có sự vun đắp của dì Tư, dì Năm là những người chăm sóc mộ ở đây làm từ thiện thì phần mộ gần như là sẽ không còn nhìn thấy luôn. Và trong thời gian vừa qua thì Nhân có chia sẻ câu chuyện về phần mộ này, và Nhân đã cho tiến hành là xây dựng phần mộ này để cho ngôi nhà của chú Chánh được tươm tất hơn. Và hôm nay Nhân ra đây để cập nhật tiến độ nha cả nhà. Khi Nhân đến đây thì thấy còn một phần cát như thế này, có lẽ là còn một vài công đoạn nữa là sẽ xong. Hôm nay gần xong rồi nè, dì Tư, dì Năm. Xong rồi chỉ giờ có cái tấm lắc nữa rồi. Tấm lắc với đổ đất đây chứ làm chỗ này lại cho nó sạch sẽ lại thôi. Wow, hôm nay là đẹp rồi, trang trọng rồi. Cái này gọi là đá đá rửa. Đá rửa hả? Đá rửa. Mốt nó nắng nó khô nó sáng lên vậy á. Dạ, thợ mới vừa nghỉ hả? Mới vừa nghỉ, chờ ghét nó làm từ từ. Dạ, giờ là trưa rồi cho nên thợ nghỉ. Vậy là làm hôm nay là được một ngày rưỡi rồi. Nguyên ngày hôm qua với sáng hôm nay. Thì cơ bản là đã được như vậy rồi, nhìn mừng quá ha. Nay đẹp hả? Lần trước thì phần mộ đất nằm đó y vậy luôn. Dạ, đâu bữa hổm còn tệ hơn thấp như hơn nữa. Tệ hơn, tệ cục hơn đá xanh nữa. Còn đứng á. Dạ, đã tấm bia không á. Hôm trước còn tệ hơn phần mộ này nữa nè. Đúng rồi. Chứ không có phải mà bằng phẳng như vậy đâu. Đây rồi mới mốt nói với cái bên đây là làm cái máy, làm cái ống nước á. Dạ. Làm cái máng xối đó để thôi nó tuôn xuống này tội ổng. Dạ. Đây là cái mái tôn nhà mộ. Thì nước nó sẽ chảy xuống đây. Mình lắp thêm một cái máng xối ở đây ha. Dạ. Ủa cái này là tấm bia hả dì Tư? Cái tấm bia của ổng á con. Tạm thời mình để ở đây. Rồi vài vài bữa rồi kêu thằng đó nó ginh ra nó để chỗ khác chứ không có để đó. Dạ. Ủa còn bình bông với bát nhang này ở đâu vậy dì Tư? Mới mua dì để Tư đem vô đó. Nó dán cho nó đi về mẹ nó. Mình sẽ dán đây luôn đúng không? Đây quay một vòng phần mộ cho quý khán giả và Mạnh Thường Quân xem. Thế có mừng rồi đó. Dạ. Nhỏ gái lên nó cũng mừng. Cũng trong video này, Nhân xin được thông tin rõ thì sau chương trình xây khu mộ vô danh vô thừa nhận ở Nghĩa Trang Triều Châu và tổ chức những buổi cúng ở nơi đó thì số tiền còn lại là 12 triệu 400 nghìn đồng Nhân tạm đưa vào một quỹ và hôm nay xin phép được trích toàn bộ quỹ này ra để sử dụng. Thì rất là may mắn khi trong những ngày vừa qua đã có thêm những sự trợ duyên để đủ thực hiện chương trình xây ngôi mộ cho chú Chánh lần này. Thì có chú Ngô Thanh Quang ủng hộ 1 triệu đồng, chị Loan HK 50 đô Mỹ, Trần Minh Hiếu 200 nghìn đồng, chị Châu Trần 2 triệu đồng, bé Nhi Đỗ 200 nghìn đồng và Trà Hoa Nữ cũng gửi 200 nghìn đồng để cúng tạ mộ. Thì Nhân cũng xin tổng kết lại, như trong video trước, dì Tư, dì Năm đã có thông báo là vật liệu xây mộ, công xây mộ cũng như là tiền thuế tổng cộng là 16 triệu đồng. Thì như vậy Nhân còn lại số tiền là 1 triệu 150 nghìn đồng. Nhân sẽ trích thêm một phần quỹ vong linh nữa để cùng với 1 triệu 150 nghìn đồng này tổ chức một buổi cúng tạ mộ. Và mời quý khán giả sẽ xem những video tiếp theo để biết cụ thể hơn nha. Không biết thì cái phần ở giữa này mai mốt mình có trồng cái gì trồng bông chứ con, để cho nó khô đi rồi
lấy ba cái bông tím này nè, bên đây nè, chiết qua cho nó đẹp. Thường là trồng loại bông gì á gì tớ? Cái bông tím này thì nó sống nó dễ hơn đó. Bông tím này là cây gì ta? Cây lẻ bạn. À, sầu lẻ bạn á hả? Không phải, kêu bằng cây lẻ bạn. Cây lẻ bạn hả? Nó có ba loại, loại nấu nước uống được, cái loại bông. Tới ngày con lên đi mua hai bụi bông 10 giờ cầm đây cho dạ. Con quay. Về cho ông ấm cúng. Cái gì đâu mà mấy chục năm trời không có cái gì hết. Con thấy ví dụ như phòng mộ bên đây thì có sơn cái viền trắng nhìn cũng đẹp nè. Ừ, để đó. Nó khô rồi dạ. Để này khô rồi nó cũng viền vậy đó con. Cũng sơn vậy á. Khô là mình sẽ viền, viền như vậy. Ừ. Dạ. Khô là cũng sơn vậy á. Còn ướt. Xong rồi con. Dạ. Để xong rồi cũng phải mua phòng dôi, viền lên chứ. Dạ. Rồi sơn cái viền này luôn đó nè cho nó sạch đẹp. Này còn ướt lắm. Còn ướt lắm. Mà. Dạ. Mới làm tức thì á. Còn tấm bia này thì đã đặt mai. Rồi hả? Dịp mai đặt rồi. Mai nó gắn. Mai gắn. Mai đặt rồi. Đặt rồi ngày mai mới lấy. Dạ. Đặt ngày hôm qua. Ngày mai mới lấy. Mai thì sẽ. Mai nó vô nó gắn đó con. Vậy mình còn cái khâu nào nữa? Tại sao? Mình còn cái khâu gắn bia này. Gắn bia với sơn cái này lại nè. Sơn viền nữa là xong. Sơn viền nữa là xong. Dạ. Với dọn dẹp chỗ này cho nó sạch sẽ lại thôi. Dạ. Đó. Vậy là chắc ngày mai nữa là xong rồi. Ngày mai xong rồi. Ngày mai xong, vậy khoảng từ ngày mốt là con có thể thỉnh thầy hoặc là các sư cô tới cúng được rồi. Hay là con đỡ cái kia ngày mai bên kia nó mới làm. Dạ. Nó làm nguyên một ngày mai xong hết đi rồi, rồi xong rồi. Ở bển luôn rồi con rước thầy lên làm cúng luôn một lượt. Rồi, rồi, dạ gì cũng được. Đó. Chứ đi vậy 2-3 lần. Thì có thể một cái câu chuyện đó là ở bên phía cái khu mộ thai nhi ở bên kia đó, khu mộ của các bé thai nhi mà vô danh, vô thừa nhận bị bỏ đó. Thì Mạnh Thường Quân có hỗ trợ để mà xây một cái vòng bao cho các bé khỏi bị ngập đúng không dì Tư? Đúng. Khỏi bị mưa ngập tràn vào dơ các bé. Đó nãy Tư chỉ con á. Dạ. Nước đường nước nó xuống nó ngập cái mộ, cát đồ đất đồ nó vô cái mộ của em bé kia đó. Dạ. Đó thì giờ phải sửa lại ba cái kia luôn. Dạ. Cho nó cao bằng mấy đứa kia. Dạ. Đó. Chắc mình cũng đi qua bên đó để mà đây. Mình chia sẻ thêm về cái câu chuyện bên đó. À. Và cái buổi cúng sắp tới thì sẽ cúng cho khu mộ bên đó và cúng tạ mã cho phần mộ của chú Chánh luôn. Dạ. Thôi hôm nay nhìn như vậy là mừng rồi. Đó thấy nguy nga không? Dạ. Đó. Rồi thôi mấy dì cháu mình qua bên kia đi. Dạ. Hiện tại thì Nhân và dì Tư, dì Năm mà đã có mặt tại khu mộ của các bé thai nhi vô danh, vô thừa nhận ở nghĩa trang Lái Thiêu. Nhân có từng chia sẻ trong một cái buổi cúng ở nơi đây lần trước. Thì đây là một khu mộ quy tụ rất là nhiều những em bé được những người chăm sóc mộ như là dì Tư vậy đó từng mang về đây. Nơi đây thì có hơn 30 bé đúng không dì Tư? 31 đứa. 31 bé, chính xác là 31 bé. Và mỗi một cái phần mộ nhỏ như vậy là một bé. Có bé thì không có tên, có bé thì có tấm bia đề là vô danh. Có bé là có tên, có ngày mất rõ ràng. Thì mỗi một bé ở đây, mỗi một ngôi mộ ở đây là mỗi một câu chuyện đời, mỗi một câu chuyện số phận. Có bé thì ba mẹ bỏ mang vào đây, có bé thì được nhặt ở những cái lùm bụi nào đó. Và dù cho thế nào thì những cái câu chuyện nơi đây cũng cho khiến cho người ta phải đau lòng. Bởi vì các bé là vô tội. Chưa nhìn thấy ánh sáng cuộc sống nữa là đã mất rồi. Ở đây có bé Đặng Nguyễn Vô Danh. Chỉ có ngày mất thôi, không có ngày sinh. Thì chỉ việc có ngày mất mà không có ngày sinh thôi là cũng khiến người ta hình dung ra những cái câu chuyện rất là đau lòng. Và hôm nay Nhân quay trở lại khu mộ này để chia sẻ với cả nhà. Đó là tiếp tục có một cái tin vui. Tin vui thứ nhất trong thời gian vừa qua thì Mạnh Thường Quân đã có hỗ trợ để xây cái mái tôn này nè, đúng không dì Tư? Dạ. Cái mái tôn này, trước kia thì nơi đây cỏ cây rất là nhiều. Và các bé thì phải đội mưa, đội nắng chứ không có được một cái mái che như thế này. Khi mà Mạnh Thường Quân biết thì đã phát tâm để làm nên một cái mái rất là tươm tất như thế này, che nắng, che mưa cho các bé. Tuy nhiên thì bây giờ có thêm một cái vấn đề đó là mưa khi mà trên nước tuôn, tràn từ ở phía trên cao kia tràn xuống thì làm ngập những cái phần mộ của các bé, làm dễ xuống cấp và dơ dái nè.
đúng không chị Tư? À, dạ. Cát đất được. Vì vậy mà tiếp tục có một mạnh thường quân phát tâm và sẽ làm một cái vòng bao ở vòng quanh khu mộ này. Dạ. Thì mạnh thường quân gọi cho chị Tư vào hôm qua hôm kia gì đúng không? Hôm qua hôm kia. Dạ. Đó. Thì coi như là cách 3 bữa trước là cô đó cổ gọi, thì cổ coi cái clip của Hoàng Nhân nè. Yeah. Mới nói là bây giờ ý nguyện của dì Tư muốn làm sao. Nó nói giờ cái chỗ đó thì nó xuống nước quá, mưa xuống thì nó theo đường nước nó tấp vô đất cát rồi vô mộ mấy đứa cháu. Thì giờ dì muốn xin là xây một cái vòng bao chung quanh hết, đừng cho đất cát rồi nó xuống hết. Thì cô đó bằng lòng. Dạ. Đó, thì cô đó có gửi hỏi là cái chú mà làm là bao nhiêu, thì mấy chú đó nói chuyện đó là nhiều lắm, bao nhiêu 10 triệu. Dạ 10 triệu. 10 triệu. Dạ. Thì đó thì chú đó, cô đó có gửi tiền cho Nhân. Dạ. Thì đem lên đưa dì Tư. Thì dạ, bây giờ là ngày mai, bắt đầu ngày mai đó là bắt đầu làm. Dạ. Đó. Thì cái cô đó có trao đổi với chị Tư hết rồi. Con thì không có rành về cái việc này phải xây như thế nào. Thì có trao đổi với chị Tư rồi. Con chỉ nhận tiền giùm thôi, bởi vì chị Tư không có xài tài khoản. Thì nói chung ra là cô đó có hỏi chị Tư có xài tài khoản không. Cái nói không. Thì có gì cứ gửi qua cho Nhân. Nhân sẽ đem lên đưa. Rồi chị Tư sẽ chỉ cho Nhân là làm sao vậy luôn á. Cho Nhân nó quay chừng nào làm xong rồi quay lên cho gia đình và các nhà hảo tâm tài trợ đó, nhìn thấy. Dạ. Đó. Con nghe nói là có làm một cái tấm bia là cái gì? Rồi có làm tấm bia, là một cái tấm bia nó cũng bự vậy nè, là để là phần mộ tập thể của các cháu thai nhi, là nhờ những người nhà hảo tâm tài trợ là làm bia vậy đó. Dạ. Đó. Thì dì Tư có nói với cô đó Tinh Ngân, cô nói dạ được, ghi vậy đúng rồi đó dì Tư. Dạ. Đó. Thành ra Tư mới nó đọc ngắn gọn là phần mộ tập thể của các cháu thai nhi. Dạ. Được nhà tài trợ xây. Đúng làm rồi. Bia. Dạ. Đó, làm bia. Bởi vì là các bé ở đây là có bé thì có được tấm bia. Nhưng mà có rất nhiều bé đó, không có bia. Đâu có bia đâu. Là mình không biết cha mẹ không biết nó sanh vào nào nữa cũng không biết. Thành ra không biết có họ làm. Còn những người này là gia đình đem lên là nhờ mấy người ở đây làm, nó có bia. Cho nên giờ mình làm tấm bia chung luôn. Làm tấm bia chung luôn. Dạ. Đó. Thì Tư tính dựng ngay chỗ đó đó. Ngay đây hả? Ừ, dựng ngay chỗ đó, góc đó đó, gần ngay góc đó đó. Dạ. Ngay đây luôn. Vậy là ngày mai chắc là sẽ khởi công thôi. Ngày mai khởi công làm. Trong khoảng 1-2 ngày thì chắc sẽ hoàn thành. Làm 1 ngày à? 1 ngày hay gì? À, 1 ngày là xong. Thì mình cho là 2 ngày đi. Đi 2 ngày. Đó. Dạ, để con biết con sắp xếp về việc mình tổ chức buổi cúng. Ừ. Ngay tại nơi này với lại tạ mẹ cho chú Chắc. Mấy cô chắc là người thân hả? Không. Thì chồng của cô này là đứng ra làm cái dàn tôn này nè. À. Đó. Bây giờ cũng nó cũng gần đây. Cứ vô đây giái xin gì cũng được hết á, mua bán đắt đồ này nọ gì cũng được hết. Dạ. Thì ngày nào mà nó cũng vô đây ngoài trời nó vô nó cúng á. Vô cúng rồi nó mang trái cây vô. Đó. Dạ. Ra coi mọi người cúng. Đây, vô đi để. Dạ. Miếu này là miếu gì gì Tư? Miếu ông Thủ Đất. À. Đây là miếu ông Thổ Địa ở đây, ông thần đất. Cúng trái cây hả cô? Bên đây là miếu bông của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bông khô mà. Dạ. Cúng để phù hộ cho mình ha. Bông này nó khô. Mình ở đây mà. Dạ. Hồi xưa cô này ở ngay góc này nè nha. Dạ. Cô này là các cái nhà ở ngay chỗ đó đó. Góc nào ở đây? Ờ, góc đó đó. Dạ. Rồi bị cái bị ta công ty người ta lấy là không cho làm. Dạ. À. Còn bên đây là gọi là chỗ đốt. Dạ, chỗ đốt giấy. Đốt giấy tiền. Chỗ đấy giấy tiền nhận bạc á. Dạ. Mấy bé mấy hôm nay thì chắc đâu có tăng số lượng lên đâu hơn hơn không gì Tư. Cũng có chứ, hồi đó có mười mấy cái à. Rồi hình như 2 năm nay là không thấy. Dạ. 2-3 năm nay không thấy. 2 năm rồi. Bởi vì nhiều người ta nói
thấy vậy làm vậy này nọ đó, rồi tới chừng mà làm rồi được như vậy á, thì người ta mới biết là có cái tâm hay không tâm. Dạ. Đó. Chứ chôn rồi thôi người ta đâu có nghĩ gì đâu. Còn mấy cái cây này là dì Tư trồng vô nè, trồng đang giữ cái chân cho nó đỡ vậy đó, nó đỡ sạt. Rồi cái thứ này tôi chặt bên kia tôi đem qua đây tôi trồng. Sướng mà chặt như vậy ghim là nó sống hay gì? Bỏ lá nó bớt, không ngày nó tươi tỉnh rồi rồi đó. Nó tự nó ra rễ hả ta? Tự nó mọc rễ ra đó. Hay. Còn mấy cái này là dì Tư với con bé con nãy á. Dạ. Với bà Năm với cái cô nãy ở trển mà con nói dễ thương á. Dạ. Đó là xúm nhau làm trồng, còn cái chú đó thì chỉ đào mấy cái đường rãnh vậy nè nặng cho ghim xuống. Dạ. Đó. Ủa nhưng mà bây giờ mình làm vòng bao thì những cái cây này có ảnh hưởng gì không? Mình làm phía ngoài hay phía mình trong mình làm này? Ở phía ngoài nữa con. Dạ. Làm từ đây tới đây cũng được nè. Vòng bao là một cái tường bằng gạch hả? Gạch gì tư? Ba hàng gạch lên. Có hiểu không? Làm cho nó cao vậy nè, lên vậy nè, nó chặn cho đường nước đi ra đó hết. Dạ, vòng qua cái mặt sau miếu thổ địa luôn. Đằng sau này luôn nè. Dạ. Chân dì Tư chắc phải đi khám quá. Đi khám là nó nhốt có luôn hả? Nè. Đó, làm từ đây nè. Dạ. Làm từ đây nè, cho nó dính ra tới đó đó. Dạ. À biết không, cho nó ra cái góc cột này nè. Làm vòng mặt sau thôi đúng không? Cái vòng qua tới chỗ ghế đá bên đây. Vòng ra tới đây nè nha. Đó, từ đó ra tới đây nè. Dạ. Đó, rồi ra tới đây luôn, cái mí tới đây luôn nè. Đó. Sát đây nè. Dạ. Biết sau mưa nó tuôn xuống đây. Dạ. Đó, vòng ra. Ra tới đây. Dạ. Yeah. Đó, rồi cho nó chạy dài xuống đó luôn. Sát góc cột đó luôn. Ngoài ra thì ra tới đó luôn. Ra tới đó luôn con. Rồi mình ngăn lại ngay chỗ ra đó. Ra tới đó luôn, yeah. Cho nó chảy ra đó luôn. Dạ. Hả? Ta đó nó sụm cái chân xuống á. Ngoài ra thì hình như là còn sửa lại mấy phần mộ nữa. Ba cái nữa con. Ba cái. Cái này với cái đó với cái này. Tại vì bữa nó lủng xuống vậy nè. Dạ. Rồi kêu cái chú đó là tính đắp lại thôi. Dạ. Rồi cái ông nó hơi đắp gì đây rồi mới mốt gì sửa lại. Đó. Nói chung phần mộ nào cũng cao ráo như vậy. Cũng cao ráo hết luôn. Chỉ riêng có phần mộ này. Ba cái. Mộ này. Đó. Và bé bên cái đây. Đó. Bé bên đây thì còn thấp dữ nữa nè. Đó giờ làm phải lên hai hàng gạch nữa không? Cục gạch hay hai cục gì đó. Dạ. Cho nó bằng với mấy đứa này luôn. Dạ. Đó. Sửa lại ba phần mộ đó nữa. Sửa lại. Là sẽ tươm tất liền. Dạ. Bởi vì cô Ngân ở đấy chị Tư làm xong á, chị Tư kia nhân nó quay cho em coi rõ. Dạ dạ. Mấy cái chỗ mà bị như vậy nè, ba cái vậy nè, sửa lại vậy đó. Nó nói mấy cái nào sửa lại á, Tư cho em coi. Dạ. Khi mà cũng về thì con cũng quay lên. Có chứ, con cũng đó. Phải quay cho Mạnh Thường Quân coi. Tại vì tấm lòng của họ mà. Mừng quá. Dạ. Rồi thôi vậy, vậy hả dì Tư? Con dì cháu mình kết thúc video ở đây. Chỉ trong vòng vài ngày nữa thôi, những cái ngôi mộ bên chú Chánh ở nơi đây cũng sẽ tươm tất. Rồi sẽ có một buổi cúng thật là trang trọng.